Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với những thông tin ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 8 tháng 11, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý. Các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phụ nữ huyện Châu Đức hiệu quả từ phong trào phát triển kinh tế. Mất 3 tháng để trục vớt tàu chở hơn 9.900 tấn hàng ở biển Vũng Tàu. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay, mời quý vị cùng đến với thông tin ghi nhận từ thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Bà Rịa được kích hoạt trở lại từ ngày 25 tháng 10. Đây cũng là bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh được kích hoạt lại để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 sau thời gian tạm nghỉ. Hiện cơ sở này đang điều trị cho 158 bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Bà Rịa tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc có biểu hiện bệnh nhẹ do Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đảm trách. Cơ sở có quy mô 168 giường bệnh. Từ khi được kích hoạt đến nay, cơ sở này đã tiếp nhận điều trị 158 bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã bố trí 6 bác sĩ, 10 điều dưỡng phục vụ công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân. Hơn 2 tuần qua, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào chuyển nặng sau khi được đưa vào đây điều trị. Ủy ban nhân dân phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn phường. Trong buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, lãnh đạo cán bộ phường, tổ trưởng các khu phố và các hộ gia đình trên địa bàn phường Phước Hưng đã cùng nhau quét dọn, thu gom rác thải, tẩy xóa quảng cáo trên các trụ điện và cây xanh, xử lý các trường hợp buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các trường hợp xây bục bệ, rào chắn, lối thoát hiểm tại khu vực tái định cư H20. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn phường trong dịp giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng phường Phước Hưng văn minh, xanh, sạch, đẹp. Cũng tại thành phố Bà Rịa, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Nguyên cùng tổ chức ra quân thực hiện tuyến phố văn minh đô thị đồng loạt tại 5 khu phố của phường nhằm chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11. Tại 5 khu phố của phường Phước Nguyên, cấp ủy, ban điều hành, ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể tổ dân cư và các hộ dân trên các tuyến phố cùng chung tay vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tháo gỡ các tờ rơi quảng cáo rao chặt, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và ban công tác mặt trận các khu phố còn lồng ghép tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức tự quản, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, góp phần làm xanh, sạch, đẹp cảnh quan đường phố, xây dựng phường Phước Nguyên văn minh đô thị. Thưa quý vị, những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn tích cực vận động, hỗ trợ hội viên lao động sản xuất, phát triển kinh tế, qua đó vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là cách để khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức hội đối với phụ nữ cũng như các phong trào của địa phương, ghi nhận tại huyện Châu Đức. Gia đình chị Vòng Thị Ngọc Nữ ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức chuyên trồng tiêu và chăn nuôi heo rừng, dê. Dẫu vậy, kinh tế gia đình chị vẫn bấp bênh cho dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi lẫn giá cả nông sản không ổn định. Thông qua việc tìm hiểu kiến thức làm ăn trên mạng và qua các lớp tập huấn do Hội Phụ Nữ huyện phối hợp tổ chức, năm 2018, chị Nữ bàn với chồng chuyển hướng chăn nuôi gà Jaffa và gà ta. Hiện tại, lúc nào trong chuồng trại nhà chị Nữ cũng có từ 4.000 đến 5.000 con gà. Mỗi tháng gia đình chị xuất bán khoảng 5 tấn gà thịt, mang lại thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Nuôi heo, nuôi dê rồi cũng thất bại, tiêu rồi cũng chết thì cũng phải ráng để tìm cái hướng đi mới. Đó thì cũng tìm họ, tìm hiểu, mới nuôi dần, mới phát triển dần. Cũng chịu trải qua nhiều thất bại rồi đó, nhưng mà thôi cũng cố gắng để lo cho tụi nhỏ, cho gia đình. Kinh tế của gia đình mình thì bây giờ cũng tạm ổn hơn so với là nuôi gà, nuôi trước đây, nuôi trồng làm vườn, trồng tiêu rồi. Trước đây do phụ thuộc hoàn toàn vào cây tiêu nên kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giả gặp khó khăn khi tiêu bị dịch bệnh rớt giá. Sau đó được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, năm 2019, bà Tâm vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư nuôi 4 con bò sinh sản.
Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên đàn bò sinh sản phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm. Thời gian là cuối 2019 là bắt đầu là chị em đầu tiên bên phụ nữ, rồi giống như ủng hộ để đóng góp cho mình và mình chăn nuôi. Thì nó cũng có hiệu quả, nó lên dẫn đi lên cho mình tốt hơn đó, phát triển kinh tế. Bò thì có thấy có lời đó, đồng tiền là mình sinh hoạt nó cũng đỡ hơn chút định. Để phong trào phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững lan tỏa sâu rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã phối hợp với các ban ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, trong đó chú trọng áp dụng các thành tựu khoa học để tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng khai thác hơn 536 tỷ đồng từ các nguồn vốn quy động trong hội viên và các tổ chức đoàn thể, ngân hàng chính sách xã hội cho 51.940 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, tăng 145,2% so với đầu nhiệm kỳ 2016-2021. Nhờ đó, trong 5 năm qua, có 206 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, trong đó có 100 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Số hộ khá giàu cũng ngày một tăng, chiếm khoảng 30% gia đình hội viên. Hội cũng vận động thành lập 14 tổ hợp tác, qua đó tạo công ăn việc làm ổn định cho 140 hội viên phụ nữ. Cả cấp hội đã hướng đến tổ chức nhiều cái hoạt động để hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế. Và đặc biệt thì chúng tôi, trong cái đại hội vừa rồi thì chúng tôi đã đánh giá cái việc mà hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã đạt được cái chỉ tiêu cao so với nghị quyết đề ra. Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững tại huyện Châu Đức không chỉ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, qua 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Đất Đỏ đã khang trang hơn. Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện tăng bình quân 12% năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển, dịch vụ phục vụ nông nghiệp ở nông thôn chuyển biến tích cực, đời sống người dân nông thôn được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,59% theo chuẩn nghèo của tỉnh và không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Trong 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Đất Đỏ huy động hơn 3.553 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại 6 xã. Đến nay, huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 6 trên 6 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đất Đỏ đặt mục tiêu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, nên kinh tế nông thôn của huyện Xuyên Mộc đạt được những thành tựu quan trọng và có bước chuyển biến mới. Sau hơn 10 năm nỗ lực triển khai, huyện Xuyên Mộc đã chạm đích nông thôn mới với 12 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. So với năm 2010, năm đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Xuyên Mộc đạt trên 4.107 tỷ đồng, tăng 141,2%. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hectare đất đạt 52,95 triệu đồng một hectare, tăng 33,9%. Huyện Xuyên Mộc đã huy động gần 4.650 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn ngân sách, nhân dân huyện đã đóng góp nhiều ngày công, hiến hơn 480.000 m2 đất và kiến trúc, với tổng số tiền trên 114,3 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp gần 708 km đường giao thông, gần 78 km kênh mương thủy lợi, 165,2 km đường điện và nhiều trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng. Huyện phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 9 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2024, hai xã Bưng Xuyền và Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, những ngày qua, sau khi được nới lỏng giãn cách, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã tái khởi động lại. Thi công trong điều kiện dịch bệnh dần diễn biến phức tạp, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã chủ động triển khai phương án phòng chống dịch nhằm góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2021.
dự án trường mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc có tổng vốn đầu tư hơn 51,7 tỷ đồng với 15 nhóm lớp và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Được khởi công từ tháng 1 năm 2019, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2022. Sau 3 tháng phải tạm ngừng thi công vì giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, đơn vị thi công đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước 2 tháng so với kế hoạch. Ở tại công trình, mình sẽ có một cái phương án riêng cho công trình, và trong đó có danh sách của các anh em chủ chốt của công trình và anh em bên phòng chống dịch. Rồi mình khi mà các đội của các khu vực khác về, mình sẽ bố trí cho họ làm một nhóm riêng, còn đội ở tại địa phương đây họ sẽ làm một nhóm riêng. Và mình cũng theo dõi, khi mà họ mới về đây thì mình cũng sẽ theo dõi trong thời gian 7 ngày họ vừa làm thì mình cũng vừa theo dõi về sức khỏe, và ăn nghỉ thì họ cũng ăn nghỉ riêng. Công trình nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 328 đoạn Phước Tân, Phước Bửu, Hồ Tràm có tổng chiều dài hơn 10 km, được khởi công từ tháng 12 năm 2020 với các hạng mục cải tạo nền mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước, cống công nghệ, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống biển báo giao thông. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất 95%. Tiến độ thi công đã hoàn thành hơn 30% hạng mục mở rộng làn đường và 50% hạng mục thoát nước. Dự kiến cuối năm 2023, công trình sẽ hoàn thành, tạo điều kiện lưu thông, vận chuyển cho tuyến đường huyết mạch của huyện. Để kịp hoàn thành đúng tiến độ, ngay sau giãn cách, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công. Công nhân xây dựng được chia theo ca làm và làm ở từng phần khác nhau, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K. Đơn vị thi công vẫn đang triển khai công tác nhân sự, cố gắng là trong quá trình làm lại thì đạt được khoảng 30 đến 40 người thi công trên một ngày. Mặc dù đã nới lỏng về trạng thái bình thường mới, nhưng việc thi công của công trình xây dựng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cũng như ở các địa phương khác trong tỉnh vẫn gặp khó khăn về nhân lực, giá vật tư tăng. Đã hỗ trợ các nhà thầu và các đơn vị thi công, huyện tạo điều kiện cho 100% công nhân ngành xây dựng được chích vaccine ngừa COVID-19, song song với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân công lao động. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị thi công sử dụng cái lao động tại địa phương và lên cái phương án cho một số lao động từ địa phương khác về để đẩy nhanh cái tiến độ công trình cũng như tiến độ giải ngân. Năm 2021, huyện Xuyên Mộc được giao làm chủ đầu tư 47 dự án với tổng vốn trên 584 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Giá trị giải ngân vốn tính đến ngày 30 tháng 9 được gần 317 tỷ đồng, đạt gần 54,3% tổng kế hoạch vốn sau điều hòa bổ sung. Do quy hoạch thị trấn Phước Bửu chưa được tỉnh phê duyệt, nên một số hạng mục được ghi vốn đầu tư chưa thể triển khai trong năm 2021. Nên dự kiến nguồn vốn giải ngân của huyện Xuyên Mộc trong năm 2021 sẽ đạt 90% tổng kế hoạch vốn được giao. Hiện, các đơn vị thi công đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ công trình, góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, bởi chỉ trong 6 ngày đầu của tháng 11, toàn huyện phát hiện đến hơn 20 ca COVID-19 và phần lớn là những ca lây lan trong cộng đồng, không rõ nguồn lây. Chính quyền địa phương đang tích cực khẩn trương triển khai đồng bộ mọi biện pháp dập dịch. Tính từ thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu khống chế được dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội, từ đầu tháng 10 đến nay, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 106 trường hợp nhiễm dịch. Cũng từ đầu tháng 10 đến nay, toàn huyện có hơn 5.000 người ở bên ngoài vào địa phương, trong đó gần 200 người về từ vùng đỏ, 500 người về từ vùng cam. Để quản lý hiệu quả người từ bên ngoài vào địa phương, huyện Xuyên Mộc đã và đang tích cực đồng loạt triển khai các biện pháp nắm địa bàn, dân cư, nhân khẩu để kịp thời phát hiện, sàng lọc mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Ban chỉ đạo cũng đã quán triệt là tổ chức thực hiện đến các cái tổ địa bàn dân cư, tổ COVID cộng đồng, rồi trong cái việc giám sát, rồi kiểm tra các cái đối tượng người từ địa phương khác, từ ngoài tỉnh về địa phương. Và cũng đồng thời cũng đã chỉ đạo cho là công an, y tế cũng là tập trung tuyên truyền, vận động các đối tượng từ địa phương khác về địa phương để khai báo y tế, rồi đã đăng ký lưu trú nếu ở lại qua đêm. Với góc độ là hội phụ nữ, chúng tôi đã tuyên truyền vận động người dân và hội viên thực hiện tốt các biện pháp 5K,
hạn chế cái sự đi từ vùng dịch, từ nơi khác trở về địa phương, và khi có sự cần thiết về thì phải đến ngay, trước khi về nhà thì phải đến công an để khai báo y tế để nhằm hạn chế mức thấp nhất cái sự lây lan của dịch bệnh. Quyết liệt ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, và nếu đã phát hiện mầm bệnh thì địa phương dồn lực truy vết, khoanh vùng trong phạm vi nhỏ nhất, đồng thời siết chặt nhất, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động ngoài tỉnh mà không khai báo, duy trì 2 tổ tuần tra kiểm soát lưu động làm nhiệm vụ xuyên suốt 24/24 giờ. Huyện sẽ ra quyết định xử phạt đối với 5 cơ sở này. Việc này sẽ huyện sẽ chỉ đạo cho lực lượng công an cũng như các xã thị trấn sẽ tổ chức thường xuyên để kiểm soát, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh liên quan đến những người ngoài tỉnh về. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đã ban hành công văn yêu cầu các lực lượng địa phương, xã thị trấn tăng cường lực lượng kiểm soát, quản lý chặt chẽ người ngoài địa bàn vào huyện. Từng gia đình cũng được yêu cầu ký cam kết khai báo y tế khi trong gia đình có người bên ngoài vào địa phương. Tổ COVID cộng đồng được duy trì, củng cố. Lực lượng chức năng được tăng cường kiểm tra các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời xử lý nghiêm mọi trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Tính đến giữa tháng 10 năm 2021, thành phố Vũng Tàu đã khởi công 5 trên 5 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và 43 trên 53 dự án nguồn vốn ngân sách thành phố. Thành phố Vũng Tàu cũng giải ngân trên 487 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách của tỉnh, đạt 51% kế hoạch giao, giải ngân gần 259 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách thành phố, đạt 34,04% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trong 2 tháng cuối năm, thành phố Vũng Tàu sẽ thúc đẩy các dự án đã tổ chức đấu thầu và khẩn trương hoàn thành các công trình chuyển tiếp. Thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh việc giải ngân vốn theo kế hoạch được giao. Trong số các dự án, thành phố Vũng Tàu sẽ tập trung triển khai là đường Rạch Bà 1, đường quy hoạch A3, đường quy hoạch A4, đường thống nhất lối dài, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10 hectare trong 58 hectare phường 10. Hiện nay, thành phố Vũng Tàu có 174 tuyến đường đã được đặt tên. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đề án điều chỉnh đặt đổi tên đường, đánh số nhà trên địa bàn thành phố Vũng Tàu dự kiến điều chỉnh 94 đường, hẻm hiện hữu. Phần lớn là đặt lại tên đường cho các hẻm và điều chỉnh tên đường tại các khu đô thị như khu vực trung tâm Chí Linh, nhà ở Á Châu, biệt thự Thanh Bình, nhà ở Khang Linh. Đồng thời đặt mới 193 tuyến đường chưa có tên, trong đó phần lớn là đường quy hoạch thuộc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, việc điều chỉnh đặt đổi tên đường ở thành phố Vũng Tàu phải tuân theo các văn bản quy định của nhà nước và chính quyền địa phương liên quan tới việc quản lý giao thông đường bộ, quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng. Tên đường phải được lấy từ ngân hàng dữ liệu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đặc biệt không đổi tên đường đã cấp mã số nhà gắn với giấy tờ nhà đất mà người dân cư trú ổn định nhiều năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ngành để bổ sung, hoàn thiện đề án, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, chuẩn bị kỹ các vấn đề liên quan đến căn cứ pháp lý, dữ liệu tên đường, lý do đặt, đổi tên đường, để giải trình với Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Thưa quý vị, chủ tàu Mỹ An 1 vừa phối hợp với các đơn vị cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, công ty trục vớt chuẩn bị phương tiện, máy móc, trang thiết bị chuyên dụng sẵn sàng trục vớt tàu do bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu gần 2 tháng qua. Theo phương án trục vớt đã được cảng vụ hàng hải Vũng Tàu phê duyệt, việc vớt tàu Mỹ An 1 cùng với số blinker trên tàu sẽ mất khoảng 3 tháng. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng 14 tháng 9, tàu Lisa Arabic, quốc tịch Liberia, trọng tải 12.685 deepway là tàu hàng tổng hợp trên đường vào cảng thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra đâm va với tàu Mỹ An 1, quốc tịch Việt Nam. Hậu quả tàu Mỹ An 1 bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía nam tây nam. Trên tàu đang chở hơn 9.900 tấn linker. Ngay sau đó, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì phối hợp với tàu Lisa Arabic cùng các đơn vị liên quan cứu được toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1. Sau gần 2 tháng bị chìm dưới biển, số clinker trên tàu Mỹ An 1 đã đông cứng. Riêng khoảng 40 tấn dầu trong tàu đã được trục vớt từ cuối tháng 9 năm 2021. Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu yêu cầu đơn vị trục vớt tàu Mỹ An 1 phải đảm bảo an toàn theo đúng phương án trục vớt được duyệt,
có sự kiểm tra giám sát của lực lượng biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng khác trong quá trình trục vớt tàu. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.